Hôm nay chị mang đồ ăn. Hôm nay mang cái gì đấy? Em mang cái xôi. Em là xôi ạ. Xôi. Xôi mang nhiều thế, chị có biết thôi. Ồ. Chào cả lớp. Cô bắt đầu điểm danh nhá. 1 Lily. Em ạ. 2 Dan. Em ạ. 3 Tuấn. Có em. 4 Mạnh. Có ạ. Rồi, cả lớp hôm nay sĩ số đủ nhá. Cô bắt đầu bài học nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học về các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội. Cô ơi cô. Em cần đi vệ sinh ạ. Ra nhanh rồi vào nhá. Dạ, vâng ạ. Tôi nghe thấy cái gì róc rách đây? Dạ. Biết bằng tay hay biết bằng mồm? Tập trung nhá. Vâng ạ. Các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho mọi người 5 danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội. Vâng ạ. Đó là Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Sơn, Nhà hát lớn Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng ạ. Đan. Trả lời cho cô biết Đền Ngọc Sơn nằm ở đâu? Câu chuyện này em không biết ạ. Thế thì học tiếp nhé. Sao đi ra ngoài phải mang cặp à? Vâng, em đến ngày hái dâu cô ạ. Rùa là ngôi tháp được xây dựng trên một gò đất rộng khoảng 350 m². Đỉnh đồi chữ nhật có 4 tầng, tầng dưới sâu rộng hơn, rồi thu nhỏ dần lên tầng trên. Hai mặt phía đông và tây có 3 cửa cuốn. Phía nam và phía bắc có 2 cửa cuốn nhọn ở đầu. Đỉnh 2 tầng có lan can chạy xung quanh. Bên Mạnh. Nào, sao ạ? Em ăn cái gì đúng không? Em không ăn ạ. Cô ngửi thấy mùi rất nặng, mùi xôi xéo. Kiểu, đây là do nước hoa của em ạ. Nước hoa thì lại mùi xôi xéo vậy? Kiểu em thích món này lắm ạ. Thơm quá. Đấy thơm là mùi đó. Mà cô, mùi rất thơm. Sao ấy Đan? Sao ấy? À, cái gì em ạ? Hay quá nên là quá bảo cô tiếp đi ạ. Sao bọn em phải ngậm mồm vậy? Nào Đan, trả lời cho cô câu này. Muốn vào đèn Ngọc Sơn thì cần bước qua cây cầu nào? Thi Húc. Cô không được nhắc bài bạn để bạn trả lời. Hả? Thi Húc. Thi Húc. Không thì bạn trả lời mà. Cái gì em nhắc lại được? Thi Húc. Thôi cô ạ, đúng rồi, bạn ấy đang răng xấu, bạn ấy không đúng muốn rồi. Mở mồm ra. Thôi cô thông cảm cho các con đi ạ. Ok, lớp học tiếp nhá. Nhà thờ lớn Hà Nội cũng nằm trong khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm. Sao đây mẹ, em đang ngậm đi cho mồm đấy. Không ạ. Cảm ơn, trả lời cho cô. Nhà thờ Hà Nội nằm ở con phố nào ở Hà Nội? Bọn em đều không biết, cô dạy đi. Đúng rồi, cho em cho em biết. Em đang ăn cái gì đúng không? Em không ăn ạ, kiểu vừa nhổi răng ạ. Kiểu uống nó sung lên. Bạn vừa nhổi răng. Tuấn. Con Ôi. Không khó được cô. Cô bay bút kìa.
À, cho của em à? Còn đúng không? Okay. Cô sẽ ghi em. Danh lam thắng cảnh tiếp theo cô sẽ giới thiệu với cả lớp là Hoàng Thành Thăng Long. Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ và mang nhiều giá trị lịch sử và khảo cổ quan trọng. Em đang ăn đúng không? Không ổn. Sao em dám ăn vụng trong lớp của cô? Không ổn. Cô nghĩ trong cái túi của em tặng cô có một gì, thứ gì đấy. Nào mở túi ra. Cô cứ tò mò với cô, cứ để cuốn giờ cô biết, yên tâm. Đang quà của cô cơ mà. Nó chưa chuẩn bị xong mà. Như thế không hay, mất vui. Cô rất đáng sợ. Cột cờ Hà Nội. Hay còn được gọi là Kỳ Đài Hà Nội. Nào mở ra kiểm tra à, không, không có gì đâu cô ạ. Đấy, cô nhìn thấy rồi. Không, không có, không có. Dạ, nhanh. Không có đâu. Dạ, cô nhìn thấy rồi. Thấy, cô nhìn thấy có một quả trứng. Cái gì có trứng? Cô, làm sao mà có trứng được cô? Không, đây là cục tẩy ạ. Cục tẩy to, kiểu kiểu to, to, khủng lo. Thôi cô ạ, em xin lỗi, em giấu được cô điện thoại. Anh mang điện thoại nước ạ? Dạ, vâng, em xin lỗi ạ. Tưởng, vâng ạ. Vâng ạ. Bắn. Đứng đi. Để đi. Bắt tại trận. Đâu, tay. Nào cô nhìn thấy mình đang. Đâu, cô là mình mở đang tay ra. Đây. Bỏ tay ra. Cô nhìn thấy rồi, hạt gừng đen. Úp vào tường. Nhanh. Cả lớp nhìn gương bạn Tuấn học tập hay chưa? Lăng Bác. Đăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh à, cô thấy em đang nhai cái gì rồi mày? À không ạ, à, không ạ, à, kiểu nào trả lời cho cô, Đăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở đâu? Thả miệng, thả bụng to ra này. Đăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là... Nghe này. Nước hoa của em thơm, thơm quá đúng không ạ? Con chào cô. Ừ.